Chiều ngày 7 tháng 9, bà Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với báo chí thông tin, diễn viên điện ảnh Thẩm Thúy Hằng đã qua đời. Diễn viên Thẩm Thúy Hằng là tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1940 tại Hải Phòng, sau đó di cư vào miền Nam. Năm 16 tuổi, bà tham gia cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của hãng phim Mỹ Vân và đạt giải nhất. Ông chủ hãng phim Mỹ Vân đặt nghệ danh cho bà là Thẩm Thúy Hằng. Thẩm Thúy Hằng nổi tiếng nhờ vai diễn Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương và gắn với biệt danh Người đẹp Bình Dương từ đó. Diễn viên Thẩm Thúy Hằng đóng khoảng 60 phim và là người mẫu ảnh được ưa chuộng vào thập niên năm 1950, 1960. Không chỉ điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng còn tham gia lĩnh vực sân khấu, đóng kịch và diễn cải lương. Bà từng tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế châu Á. Bà cùng Thanh Nga, Kiều Trinh, Kim Cương được mệnh danh là tứ đại mỹ nhân của Sài Gòn trước năm 1975.